Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Ship Thầu FX. Tiếp tục đi hứng nước mưa các bạn nhé. Okay, hôm nay mình chia sẻ đó là chương trình của thằng Hubi. Chia sẻ 50.000 Dogecoin, nhận mấy con Dog nè. Thì chương trình nó như sau, đây là cái form để đăng ký. Rất là đơn giản các bạn ha, chỉ cần có cái ID của thằng Hubi. Bạn nào chưa có thì có thể tạo. Và thêm một cái gì nữa là cái Twitter để like và follow với bài retweet là xong. Không cần Telegram, không cần Discord gì hết á. Rồi thì giờ giải thích sơ cái chương trình này một tí các bạn ha. Thì nó có hai hoạt động, có thể tham gia một trong hai hoặc là tham gia cả hai luôn cũng được ha. Cái form này là hai trong một cho các bạn. Chương trình thứ nhất là dành cho những người chưa có tài khoản Hubi. Thì bạn nào chưa có, trong phần mô tả video mình có đặt đường link để các bạn đăng ký, đồng thời có video hướng dẫn để cách mà đăng ký tạo như thế nào luôn ha. Chương trình thứ nhất nó như thế nào đây, và mời bạn bè đăng ký và cả hai cùng nhau được nhận 10 đót. Có thể các bạn nha, tuy nhiên mà cũng có trường hợp bị lọt. Hứng nước mưa mà hên xui đúng không? Thì tuy nhiên cái phần thưởng nó rất là lớn, tổng phần thưởng của cái chương trình 1 nè tới 43.000 đót các bạn, khả năng nhận được rất cao các bạn ha. 10 đót thì giá giờ tầm cỡ 5 đô thôi chứ không nhiều, mà kệ đi, bắt một vài đót về bỏ trong ví để cho nó giữ cái ví các bạn ha. Vài con chó lấy phong thủy để mốt nhận Erop cho nó sung. Rồi, gì nữa đây, và có khả năng được nhận thêm 500 đót nữa, cái này là random, hên xui các bạn nha. Còn chương trình thứ hai nè, là dành cho những bạn đã có cái tài khoản Hubi rồi. Thì làm gì? Share cái bài tweet của nó, cái link Twitter đâu rồi? Cái link tweet mình có đặt trong phần mô tả video nha, vô like, share và được, để tìm cái link mở link luôn cho các bạn xem nè. Đây, cái link của nó là các bạn, đơn giản thôi, vô follow 123 ba thằng này, sau đó rồi retweet cái tweet này. Tap thêm bao nhiêu rank gì đó, nó không có để, mình tap đại 2-3 rank gì đi ha, 2-3 người bạn vô và được, là đủ điều kiện. Sau đó có gì nữa không? Thêm ở trong nội dung retweet đó các bạn kèm theo cái đường link mời bạn bè của thằng Hubi. Đường link đó là cái đường link mời đăng ký tạo tài khoản trên sàn Hubi các bạn ha. Có thể lấy bằng cách như sau. Có tài khoản rồi thì vào cái mục nè, account, sau đó chọn invite rank và nó sẽ ra giao diện như vậy. Copy cái đường link này các bạn nha. Đây, copy thử luôn cho rồi. Qua retweet thôi, bấm vô thử các bạn ha, like cho nó không phát nè. Trích dẫn tweet. Đó, làm minh họa thôi các bạn, chứ lát mình sẽ tap bạn bè để kia vô sau. Bấm retweet là xong. Sau đó copy cái đường link tweet này để điền vô cái form. Rồi hiện giờ tóm lại ha, còn gì nữa? 7 người. Cái chương trình 2 này chỉ có 7 người thôi các bạn, 7 người may mắn, mỗi người nhận được 1.000 đót. Ồ, cái này ngon ha, 1.000 đót, mà đót giờ 0.5, hơn 0.5 đô hả? Thì rơi vô tầm cỡ 500 đô các bạn nha. Có lý, biết đâu hên hên vậy được. Ăn ở, thì giờ tóm lại, ở hai chương trình này thì cách thực hiện như sau. Giờ giả sử người nào mà đã có tài khoản rồi thì đi mà làm xong cái nhiệm vụ này, đây. Sau đó đi mời bạn bè, và bạn bè những người mới á, chưa có tài khoản tên Hubi á, có cơ hội nhận được nhiều 10 đót đúng không? Sau đó có tài khoản rồi làm ngược lại, có tài khoản rồi sau vô lấy cái link giới thiệu làm ngược lại bước này đi mời những người khác nữa, đúng không? Nó chéo qua chéo lại đó, là đại khái một người làm trong cái form này sẽ đăng ký được luôn cả hai chương trình. Đơn giản các bạn ha, giờ tiến hành thôi. Làm, cách làm như sau, làm cách làm nói rồi còn gì như sau nữa. Rồi nó ngay mục này nè, nó kêu điền cái ID Hubi, cách lấy ID như thế nào, vào tài khoản. Đây các bạn, vào tài khoản cái dãy này nè, cái dãy số ngay cái góc phải bên màn hình mình đang xoay nè, thấy không? Đây là cái địa chỉ ID của bạn, bạn chỉ cần copy địa chỉ này, dán vào trong cái form là được. Đây ha. Rồi còn cái Twitter username thì quá đơn giản rồi, cái link retweet thì cũng quá đơn giản ha, nãy mới nói rồi. Bấm gửi là xong. Chờ kết quả thôi, kết quả nó sẽ thông báo ở đâu, tại đây. Bấm vô cho bạn xem, rất là minh bạch, yên tâm, sẽ có thông báo tới đó, các bạn cứ vào đó và xem là được. Rồi như vậy là xong các bạn nha. Hôm nay ở chủ nhật ở nhà không có làm gì, rảnh điền form đồ chơi ha, biết đâu hên hên lại nhận được mớ đó. Trong quá trình thao tác có vấn đề gì thì các bạn cứ để vào comment, mình sẽ giải đáp. Với vậy các bạn lưu ý một cái ha, ở trên kênh YouTube có một cộng đồng, mình sẽ cập nhật những thông tin mới, với ví dụ như những cái thông tin nhận thưởng đơn giản ngắn gọn thì mình sẽ cập nhật update ở trên đây cho các bạn, khỏi phải làm video mất công ha. Với lại video thì nó lâu bắt, các bạn không có nhận được thông tin nhanh được đấy.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share cũng như bấm subscribe kênh ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.